Sáng ngày 3 tháng 4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 6 bệnh nhân mắc COVID-19 là người thân của bệnh nhân số 34 đã được công bố khỏi bệnh sau quá trình điều trị, kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần. Cụ thể, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân số 34, 38, con dâu, 40, cháu, 41, chồng, 42, con trai và 43, suy gia. Các bệnh nhân này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 trong các ngày từ 10 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đến nay. Vào thời điểm công bố khỏi bệnh, tất cả 6 người trên đều khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở. Trong thời gian điều trị, các bác sĩ thường xuyên động viên tinh thần người bệnh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cải thiện tâm lý của bệnh nhân, tạo động lực vượt qua bệnh tật. Sau thời gian được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực điều trị, các bệnh nhân đã đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, hiện tại khoa nhiễm của bệnh viện còn có 3 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị. Trong đó, bệnh nhân số 37, nhân viên của bệnh nhân 34 đã có kết quả âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện để trở về gia đình. Nhưng do có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh. Một bệnh nhân khác đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1. Bệnh nhân 34 được coi là ca bệnh siêu lây nhiễm khi khai báo không thành khẩn, gian dối, gây khó khăn cho công tác sàng lọc, cách ly những người tiếp xúc trực tiếp xúc gần. Như đã đưa tin, ngày 10 tháng 3, Bình Thuận ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là bệnh nhân 34. Tiếp sau đó, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3, Bình Thuận có thêm 8 ca mắc đều có liên quan đến bệnh nhân 34. Sau khi xảy ra dịch bệnh, Bình Thuận đã tổ chức khoanh vùng cách ly những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Bình Thuận đã xác định khoanh vùng cách ly 352 trường hợp F1 và xác định là 1.651 trường hợp F2 được theo dõi giám sát. Trong vòng 22 ngày trở lại đây, Bình Thuận không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả 1.118 trường hợp âm tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh. Vì thế hãy theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất các bạn nhé.